ăn xuyến hết việc nhà, ông xã không quan tâm. Sau gần 11 năm chung sống, ốc Thanh Vân và chồng, Chí Dùa, có ba người con gồm hai trai, một gái. Mới đây nhân dịp kỷ niệm 20 năm yêu nhau và 11 năm kết hôn, nữ MC xinh đẹp đã tung bộ ảnh cưới ngọt ngào, lãng mạn cùng ông xã khiến người hâm mộ suýt xòa. Tuy nhiên trong tóc sâu sức sống thanh xuân vừa phát sóng, ốc Thanh Vân bất ngờ có những chia sẻ trái ngược với suy đoán của mọi người về cuộc sống hôn nhân của mình. Câu chuyện bắt đầu từ câu hỏi tranh luận, khi yêu, cô gái mạnh mẽ sẽ thiệt thòi hơn cô gái yếu đuối là đúng hay sai. Lê Lộc cho rằng những gì có thể làm được thì cô tự làm mặc dù việc đó đáng lẽ là của đàn ông. Cô thường nói anh ơi, em ổn rồi, em không cần đâu. Lê Lộc cho rằng đó cũng là cách khiến người đàn ông phải nghĩ về mình nhiều hơn. Còn tình yêu mà nói thẳng những khó khăn của mình sẽ không còn hấp dẫn nữa. Tường Vi không đồng tình với quan điểm của Lê Lộc. Cô lập tức phản bác, nếu con gái cứ phải mạnh mẽ thì trên đời có con trai để làm gì cũng không nên bắt đàn ông phải tự đoán phụ nữ muốn gì, mình phải cho phép họ có cơ hội quan tâm, chăm sóc cho mình. Cuộc sống có nhiều phức tạp khó khăn nên cái gì đơn giản được thì mình hãy đơn giản. Vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ tường vi, Lê Lộc vẫn kiên quyết giữ vững lập trường và quay sang cầu cứu đàn chị ốc Thanh Vân. Với kinh nghiệm hôn nhân dày dặn hơn đàn em, ốc Thanh Vân thổ lộ, ví dụ trong công việc trí rùa rất bận rộn nên không phải ngày nào cũng hỏi han ốc, cũng có lúc ảnh quên nên rằng vợ cũng có nhiều điều chăn trở nên ốc buộc phải mạnh mẽ tự giải quyết. Ốc không nghĩ con gái mạnh mẽ là thiệt thòi nhưng ở một vài khoảnh khắc nào đó thì có đó. Nữ nghệ sĩ cũng tiết lộ thêm những khó khăn gặp phải trong cuộc sống hôn nhân. Ngày xưa ốc làm hết mọi thứ trong gia đình từ trong ra ngoài, đến mức tất cả mọi người trong gia đình đã quá quen với chuyện đó và cho nó là hiển nhiên, đặc biệt là trí rùa, nên nhiều lúc ốc cảm thấy rất cô đơn, mệt mỏi và căng thẳng. Tuy nhiên, sau khi ốc chọn giải pháp là sắp xếp lại mọi thứ và phân đều công việc cho mọi người thì cảm thấy cuộc sống rất ổn và cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi đi ra ngoài làm việc. Cô cho biết, Chí Dùa đã chủ động phụ vợ đi đón con, cho con tắm, ăn uống rồi mới đi làm, nên khi về đến nhà, ốc Thanh Vân có nhiều thời gian thoải mái chơi với con hơn. Ốc Thanh Vân cũng chia sẻ lý do khiến người phụ nữ trở nên mạnh mẽ. Sự mạnh mẽ có ở phụ nữ xuất phát từ nhiều nguyên do. Thứ nhất do bản tính họ vốn như vậy. Thứ hai vì môi trường giáo dục những sự kiện xảy ra trong đời cô ấy, buộc cô ấy phải như vậy. Thứ ba là vì cô ấy gặp chúng người đàn ông không chủ động nên lúc nào cũng phải ở trong thế chủ động, siết thành quen đến khi muốn thay đổi lại cảm thấy ngượng nghịu. Băng Châu